Thưa quý vị và các bạn, hồi bữa giờ thì do mình bận công việc, mình mắc hai ớt với các bạn. Ớt nó chín dữ quá, nó rỉ, mình không có hái, mình để cái nó chín nó khô trên cây. Cho nên nó dồn ớt nó chín dữ quá, mình hái không kịp luôn, hái cả ngày. Vì thế mà bữa giờ là thằng bạn của mình ấy, thằng Cảnh ấy, nó kêu mình qua nhà ngủ với nó chứ nó sợ. Nhưng mà mình thì mình bằng hái ớt cho nên là mình đâu có thời gian để mà qua nhà nó để mà ngủ và có thể đặt camera hoặc là quay clip cho quý vị và các bạn xem. Bởi vì là các bạn biết rồi, mình hái ớt cả ngày trời nắng cho nên là ban đêm cần phải ngủ để lấy sức ngày hôm sau hái tiếp. Chứ mình qua nhà nó thì rất là khó ngủ bởi vì những cái hiện tượng bí ẩn hoạt động suốt đêm. Rất là khó ngủ các bạn, lỗn cổn lộp cộp rầm rầm. Thì mấy hôm nay nó nói là ở phía sau nhà là quậy dữ lắm. Cho nên là nó biểu mình qua thì thôi hôm nay mình sẽ tranh thủ mình qua nhà nó để xem tình hình nó như thế nào. Hôm nay mình qua nhà nó đây thì chắc chắn là ngày mai phải ngủ rồi các bạn. Bởi vì đêm thì qua nhà nó thì thức rất là khó ngủ. Và mình qua mình còn đặt camera rồi quay clip để mà tìm hiểu hiện tượng ấy, cho nên là không ngủ được. Ngày mai chắc là mình sẽ nghỉ việc không hay ớt được rồi. Thì bây giờ mình đi qua nhà nó đó nha. Thưa quý vị và các bạn, thì hiện tại mình đã qua nhà nó rồi. Thì mình nghe nó nói là ở phía sau cái nhà bếp ấy, nhà ăn ấy, thì nó quậy dữ lắm. Cho nên mình bây giờ mình ra ở phía sau đó để mà mình đặt camera cho quý vị và các bạn xem để tìm hiểu thêm là ở phía sau có cái gì. Thì nó nói là ở phía sau là cái nhà cối. Cái nhà chùi vậy các bạn, để nó đồ đạc á, nó có cái chùi ra
nó để đồ đạc, nhưng mà nó kêu là có để củi nữa mà làm rốn rốn cộp cộp rồi đủ thứ hết. Thì mấy bữa nay hoài ở phía đó thì mình nghĩ là khả năng là có cái con gì nó vô nó quậy, ví dụ như chuột hay là mấy cái con bậy bạ nó vô nó quậy á, cũng có thể là ở đó có hiện tượng. Cho nên mình sẽ đi ra chỗ đó để mà đặt camera cho quý vị và các bạn xem ha. Đây là khu vực phía sau nhà nó nè các bạn. Nó có làm cái hiên lên để mà nó để củi, chắc củi rồi các bạn. Thì để mình ra cái phía bên đây thì mình kiểm tra xem thế nào. Đó nha các bạn, đó là cái cửa phía sau cái nhà bếp ấy. Ở đây thì chắc củi khá là nhiều. Ở kia hình như là có cái đó các bạn. Cái đó đấy là để đông cá các bạn. Tình cảnh nó cũng khá là giỏi, chịu khó là đông cá đông đồ. Kia có cái máy lạnh các bạn. Cái máy lạnh này là hồi thằng Cảnh nó bắt cái lúc mà con vợ nó sinh con á các bạn, để nằm cho mát á. Mùa hè ở này cũng nóng lắm các bạn. Thì thôi mình đặt camera ở đây, mình đi vô trong để xem có hiện tượng gì không nha. Nghe thằng Cảnh nó nói ở đây tối chứ làm đùng 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 nó ngủ không được. Thì có gì các bạn hãy comment cho mình biết nha. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là mình đã lên tới trên nhà trên mình ngủ rồi ha. Thôi bây giờ mình cũng ngủ đó nha. Thì có gì thì các bạn coi camera, các bạn comment cho mình biết nha.
Nãy giờ mình ngủ quên các bạn. Không biết là mấy giờ rồi nữa. Mình ngủ quên.